Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 trên trang olm.vn. Sau bài học đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về tập hợp. Thì ở trong bài học tiếp theo, các em sẽ đến với một tập hợp cụ thể hơn và chúng ta thường xuyên làm việc ở trong chương trình lớp 6 và kể cả trong chương trình toán sau này. Đó là tập hợp cho các em biết ở đây có bao nhiêu bạn nhỏ, tức là tập hợp các bạn nhỏ này có bao nhiêu phần tử hay có bao nhiêu bông hoa trong tập hợp các bông hoa này. Và nội dung chính trong bài học ngày hôm nay chúng ta là tập hợp các số tự nhiên số các phần tử đó là các số tự nhiên, chính là các số 0, 1, 2, 3 vân vân. Tập hợp các số này ta sẽ ký hiệu là N như thế này. Kem chú ý đây là ký hiệu tập hợp các số tự nhiên và chúng ta viết dưới dạng tập hợp gồm các phần tử là 0, 1, 2, 3 vân vân. Và dù 3 chấm này thể hiện trong tập hợp các số tự nhiên thì có rất nhiều các phần tử khác nữa mà chúng ta không thể liệt kê hết được đặc biệt hơn đó là tập hợp các số tự nhiên khác không là các số tự nhiên bắt đầu từ 1 gồm 1, 2, 3, vân vân. Ta sẽ ký hiệu là Đây là ký hiệu cho tập hợp các số tự nhiên khác không và ta sẽ đọc là n sao nhé. Thế là ví dụ, tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 6 thì các em có thể liệt kê được. Lớn hơn 0, ta sẽ bắt đầu từ 1, nhỏ hơn 6 thì kết thúc là 5 nên tập hợp thầy gọi là A sẽ gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5. Ngoài cách viết này, chúng ta có thể sử dụng các ký hiệu tập hợp số tự nhiên hoặc là tập hợp các số tự nhiên khác không. Và thầy sẽ viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp A. A sẽ gồm các phần tử X thuộc vào N, tức là thuộc vào tập hợp các số tự nhiên, sao cho không nhỏ hơn X nhỏ hơn 6. Ngoài ra nếu dùng tập hợp các số tự nhiên khác không, kem còn có thể viết A là tập hợp các phần tử x thuộc vào tập N hợp sao sao cho x nhỏ hơn 6. cả ba cách viết này thì đều chính xác và từ đó kem sẽ biểu diễn cho thầy các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp đó nhé. tập hợp đầu tiên thầy biểu diễn bằng sơ đồ Ven là tập hợp A gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5. tập hợp B gồm các phần tử là 0, 2, 4, 6, 8. Đầu tiên là với tập hợp A 1, 2, 3, 4, 5 Cho nên các em có thể viết như ở trong ví dụ trước của thầy Là A gồm các phần tử X thuộc vào tập N sao Sao cho X nhỏ hơn 6 Ngoài ra các em có thể viết A là tập hợp X thuộc vào N sao Sao cho X nhỏ hơn hoặc bằng 5 Hoặc là A gồm các phần tử X thuộc vào tập hợp số tự nhiên Sao cho không nhỏ hơn x nhỏ hơn 6 Cả ba cách viết này đều chính xác nhé còn với tập hợp B, B gồm các phần tử là 0, 2, 4, 6, 8. Các em có thể nhận xét các phần tử này đều là các số chẵn. Cho nên, ta có thể viết B gồm các số tự nhiên x, sao cho x là số chẵn và x nhỏ hơn 9. Vậy, nếu thầy viết B là tập hợp các số tự nhiên x thuộc vào tập N sao, sao cho x là số chẵn và x nhỏ hơn 10, cách viết này có chính xác hay không? lớn nhất là 8 mà 8 vẫn nhỏ hơn 10. Tuy nhiên ở đây ta viết x thuộc vào tập n sao, tức là x không thể bằng 0, nhưng trong tập hợp B có xuất hiện số tự nhiên 0, do đó cách viết số 2 này là một cách viết không chính xác nhé. Như vậy, các em cần phải đặc biệt chú ý và phân biệt cho thầy, tập hợp các số tự nhiên thì bắt đầu từ 0, còn tập hợp các số tự nhiên khác không, ta sẽ ký hiệu n sao và sẽ không bao gồm số 0 nhé. Và chú ý cho thầy, khi viết các số tự nhiên từ 4 chữ số trở lên, ta thường viết riêng từng nhóm 3 chữ số, kể từ phải sang trái để cho dễ đọc. Ở đây, số tự nhiên này có 7 chữ số, thì chúng ta sẽ viết riêng từng nhóm 3 chữ số từ phải sang trái, tức là 6, 0 và 2, ta viết thành một nhóm. Cách ra một chút là nhóm số 2, 1, 4, 5, để chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình đọc. Vậy thì một số sẽ được đọc như thế nào Kem sẽ đến với ví dụ sau đây của thầy. Thầy lấy ví dụ số gồm có 10 chữ số. Kem đang quan sát được ở đây. Ta sẽ viết các chữ số tạo thành số này vào các hàng tương ứng. Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, vân vân. Ta sẽ tính từ phải sang trái. Chữ số đầu tiên, 3, là hàng đơn vị. Tiếp theo, 9 sẽ hàng chục. 8 tương ứng hàng trăm. Và ba hàng này sẽ tạo cho chúng ta một lớp gọi là lớp đơn vị tiếp theo 2 thuộc hàng nghìn, không thuộc hàng chục nghìn và 6 thuộc hàng trăm nghìn. Ba hàng này tạo thành một lớp gọi là lớp nghìn. Tương tự như thế với ba chữ số tiếp theo tạo thành một lớp triệu. Còn lại chữ số 7 thuộc hàng tỷ. Hàng trăm tỷ và chục tỷ thì không còn chữ số nào, chúng ta có thể hiểu đó là các chữ số 0 và ba hàng đó tạo cho chúng ta lớp tỷ. Sau khi đã sau khi đã xác định được các hàng tương ứng với các chữ số thì chúng ta có cách đọc của số tự nhiên này chính là 7 tỷ 145 triệu 602.893. Tương tự như thế, các em sẽ cho thầy biết số 5 triệu 002.715 sẽ được viết như thế nào nhé. Chính xác, đáp số của chúng ta sẽ như thế này và các em cũng chú ý khi viết chúng ta sẽ viết tách ra cứ ba chữ số viết thành một nhóm tính từ phải sang trái như thế này nhé đó là nội dung của phần đầu tiên